Thưa quý vị, Flavdy Bird là một từ khóa gây sốt trong 2 tuần nay. Các đề tài về Flavdy Bird xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Và mặc dù Flavdy Bird không còn xuất hiện trên các chợ ứng dụng của Apple hay Google, nhưng hiện tượng mà trò chơi này tạo ra rất đáng để suy nghĩ. Làm sao để Việt Nam có thêm những sản phẩm công nghệ ấn tượng mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần hiệu quả vào tiến trình vươn lên kinh tế tri thức? Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng với FPNC chia sẻ một vài nhận định hậu hiện tượng Flavdy Bird với ông Thân Trọng Phúc, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, cựu CEO của Intel Việt Nam và hiện là giám đốc điều hành quỹ đầu tư DFJ Vina Capital. Thưa ông, thì mặc dù là cái trò chơi Flavdy Bird đã bị tác giả rỡ xuống nhưng mà nó đã tạo ra một cái hiện tượng rất lớn trên cái cộng đồng công nghệ thế giới. Còn nhận xét của ông gì như thế nào về cái hiện tượng này? Trước hết, với cương vị là một người hoạt động công nghệ trong Việt Nam đã lâu năm, tôi rất là vui đã có một cái hiện tượng như Flappy Bird đã xảy ra là bây giờ, bởi vì bây giờ họ cái trò chơi Flappy Bird đã đưa cái bộ mặt công nghệ Việt Nam trên phần đẳng cấp thế giới. Theo ông thì việc tác giả gỡ Flappy Bird xuống khỏi chợ ứng dụng là một quyết định nên hay không nên ạ? Theo tôi nghĩ là đây là một quyết định sáng suốt. Vì sao? Vì hai cái lý do. Cái thứ nhất là tâm lý của con người đến lúc mà người ta muốn một cái gì lên tột đỉnh mà tự nhiên không còn nữa thì cái đó thành quý. Đó, cái sự mà tác giả kéo không tác giả đã cho cái trò chơi đó xuống thì bây giờ tạo ra một cái sự mong đợi của cả thế giới mà nhìn đã liệu Nguyễn Hà Đông có thể xuất hiện lại và lúc xuất hiện với một cái tác phẩm khác thì sẽ có cả thế giới đang đón chờ. Cái thứ nhì, điều này chứng tỏ là đối với cái thông tin mà Nguyễn Hà Đông tiết lộ là doanh thu 50.000 đô một ngày, đúng không? 50.000 đô một ngày, dĩ nhiên là một số tiền rất là lớn. Và nhưng mà Nguyễn Hà Đông không có quan tâm đến số tiền đó mà rút cái trò chơi Flappy Bird xuống, tạo ra một cái ấn tượng tốt đối với thế giới về tác giả là anh này không phải là người ham tiền. Thì rõ ràng là sau cái hiện tượng Flappy Bird á, thì chúng ta thấy là Việt Nam cũng có những cái nhân tố về công nghệ tốt, có ý tưởng tốt, nhưng mà những cái nhà phát triển ứng dụng vẫn còn thiếu những cái vấn đề như là một cái nền tảng tốt, hiểu biết về pháp lý hay là cái khả năng ứng biến tốt của họ trước truyền thông á, thì làm sao để cải thiện cái vấn đề đó? Cái điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Nguyễn Hà Đông là một kỹ sư, đúng không? Kỹ sư thì không có được đào tạo về pháp lý và có thể là không am hiểu nhiều về bản quyền cũng như về làm sao mà khai thác về cái kinh tế lợi nhuận trên cái sản phẩm của mình. Thì vì vậy thường thường các công ty startup, công ty khởi nghiệp luôn luôn tìm một nhà đầu tư mà có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, có những chuyên gia giúp cho các startup có thể lèo lái và khắc phục được những cái khó khăn trong những vấn đề như là hành lang pháp lý này, về kinh tế cũng như là về bản quyền. Quay trở lại cái con số 50.000 đô mà nãy ông vừa có đề cập á, thì nếu mà chúng ta tính, nếu mà trong một tháng đi thì cái Flappy Bird có thể mang lại cái doanh thu cho tác giả đến 1,5 triệu đô la, thì rõ ràng đó là một cái giá trị gia tăng rất là lớn và điều đó cũng đồng nghĩa là nó là một cái hướng phát triển rất tốt cho cái vấn đề mà chúng ta hay đang nói đến, đó là kinh tế tri thức. Nhưng mà làm sao để chúng ta có được thêm nhiều nhân tố hơn giống như là cái game Flappy Bird? Thứ nhất, chúng ta phải có nhiều tác giả hơn như vậy muốn tạo ra những cái sản phẩm. Đó. Chúng ta phải những nhà có thẩm quyền trong cái vấn đề phát triển công nghệ. Tôi nghĩ là lợi dụng cái cơ hội này nên ngồi xuống để vẽ ra một cái sân chơi rõ ràng, những cái hành lang về pháp lý, về bản quyền cũng như là về kinh tế, và kêu gọi những chuyên gia và những người làm việc trong lĩnh vực đầu tư vào. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với phía bên nhà thẩm quyền. Xin cảm ơn ông ạ.